Alo, xin chào. Đúng ra thì hôm nay là special show, là talk show, thường lệ là vào tối thứ năm hàng tuần ở kênh 88. Nhưng mà hôm nay có một sự trục trặc nho nhỏ, cho nên là chủ sĩ talk show của chúng ta là Nena thì không có mặt được, mà chỉ có khách mời là Jun thôi. Bây giờ thì Jun sẽ trở thành chủ sĩ trong talk show hôm nay. Còn được à? Và bây giờ thì chỉ có một mình Jun ở trong cái talk show này. Ngoài ra lát nữa thì Jun sẽ mời một khách mời đặc biệt. Để em chào từ đầu nhá. Chào anh Bo, chào Khang, chào bán khẩu trang dạo, chào Minayong, chào Hunter, chào Jin, chào anh Tá Lạ, chào Bob, chào Rum, chào Kit, chào ETH, chào Chí, chào Long, chào Gấu, chào Subin. Chào tất cả mọi người. Hôm nay đáng nhẽ em bảo rồi, hôm nay đáng nhẽ là có Nena xinh đẹp, nhưng mà có một chút trục trặc nên là bây giờ em tự nhiên lại từ khách mời trở thành chủ sĩ luôn rồi. Em chào bài ông rồi còn gì nữa. Hôm nay thì chủ đề của chúng ta là sống ảo ở đời thật. Cái chủ đề hôm nay thì là bàn về việc bùng nổ các cái các trang mạng xã hội hiện tại và tình trạng chung của giới trẻ chỉ chăm lo tô vẽ cho cuộc sống ảo mà quên đi sự kết nối các mối quan hệ thật ở bên ngoài. Và thôi được rồi, em chỉ sai có một từ thôi mà. Và đây là chủ đề của ngày hôm nay. Vâng, chào anh Nguyễn Vinh ạ. Rất mong là mọi người ở trong này để ngồi tám chuyện với em, cũng như là trao đổi với em những cái suy nghĩ của mọi người về cái vấn đề sống ảo này. Thực sự là bây giờ nhiều người sống ảo quá, kiểu sống ảo thành một cái vấn nạn ấy. Bây giờ khách mời của chúng ta có vào đây không ạ? Khách mời của chúng ta đang có một chút ngại ngùng. Em nghĩ là với khách mời này thì là sẽ là phản ánh chân thực nhất những cái gì mà tình trạng đang xảy ra hiện bây giờ. Vì khách mời này là người mà tiếp xúc với rất nhiều hiện tượng sống ảo và cũng là một người mà có nhiều cái đánh giá khách quan. Chào Vương ca. Không, khách mời của chúng ta là một người đặc biệt. Hôm nay thì cái show, the special show talk show này nó sẽ được phát sóng vào 21 giờ thứ năm hàng tuần ở trên Zoom 88 và để bàn với rất nhiều sự kiện nóng hổi. Mọi người thử comment xem là gần đây thì có những cái sự kiện gì nóng hổi ngoại trừ cái em nói ra. Tản mạn một tí đi, kiểu làm quen với nhau một tí lúc đầu đi. Sự kiện nóng hổi trên mạng ấy, đúng rồi. Kể ra một vài cái đi xem nào. Vâng, và nếu mà mọi người không kể. Đúng rồi, em thấy bây giờ đang nổi cộng nhất là cái vấn đề là yêu nhau không đến được với nhau. Là rút dao ra xử lý luôn. Đây cũng là một hiện tượng sống ảo đấy mọi người ạ. Sống ảo ngoài đời dẫn đến là những cái hậu quả khó lường. Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện về việc sống ảo. Cầm điếu đập chồng đến chết, có cả vụ đấy nữa à? Thế mà em không biết đấy. Có gì share link cho em xem nhá, vì vấn đề này em quan tâm lắm. Mọi người có biết cái vụ mà nổ bom ở Quảng Ninh không nhỉ? À Bắc Ninh, kiểu xin lỗi Bắc Ninh. Ở Bắc Ninh ạ, mọi người biết không? Có vụ nổ bom ở Bắc Ninh xong rồi có rất nhiều đầu đạn có thể tính được bằng kg cả tấn thu thập ở ủy ban nhân dân xã. Em thì em thấy vấn đề nổi cộng nhất ở đây là bán đầu đạn được rất nhiều tiền. Nguyên một buổi sáng đã thu thập được 500kg đồ đạn rồi. Không, bây giờ chúng ta lại quay lại vấn đề chính đi, lại hơi tản mạn quá rồi. Mọi người nghĩ thế nào về việc là các trang mạng xã hội ngày càng phổ biến hơn và sống ảo là tốt hay xấu? Mời khách mời vào đi để em một mình tự biên tự diễn này. Năm 2017 sốc nhất là sự ra đi của cụ Tokuda. Đúng rồi, cụ là một người ông mẫu ngực. Mất rồi. Tin đồn gì? Trời ơi, sự tiếc thương của cả nhân loại.
dành tình cảm dành cho ông ý. Vấn đề nổi cộm nhất là đi cướp livestream. Em không cướp, và đây là bỗng nhiên cái livestream nó rơi vào đầu em bị úp sập. Cụ là idol của anh. Em biết là có rất nhiều thanh niên Việt Nam cũng giống như anh, rất là thần tượng cụ. Một người ông rất là mẫu mực. Đề nghị khách mời vào đây ngồi cho em đỡ quê gái. Từ nãy giờ một mình em độc thoại. Không biết nói gì tiếp theo. Trong lúc mà chờ đợi các bạn vào đây nhiều hơn thì chúng ta hãy làm gì đi cho nó sôi động hơn đi. Các bạn đã thấy sôi động chưa? Một người ông, người cha chồng vĩ đại. Ở ngoài vai trò một người ông còn cả là người cha chồng nữa à? À, người bố chồng nữa à? Ông này có vẻ kiểu như là đảm nhiệm tốt vai trò trên mọi mặt trận. Bayon lên làm khách mời. Cái này thì hên xui. Bayon nếu mà bây giờ mặc bikini lên đây thì đồng ý cho lên làm khách mời luôn. Từ giờ và các show sau đều được lên đây làm khách mời hết. Mời có muốn gặp mà chủ sĩ của talk show không? Là Nina Nina. Mời có muốn gặp không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ được chào đón khách mời của chúng ta. Và chúng ta sẽ được chào đón khách mời để chia sẻ về vấn đề sống ảo ngày hôm nay nhé. Vâng, xin mời anh Phúc gần đẹp trai sẽ vào đây và làm khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, và bây giờ khách mời của chúng ta đang chuẩn bị mic và chuẩn bị vào rồi. Anh Phúc là thế thôi. À, cái này thì không phải, anh Phúc là một khách mời đặc biệt và đã được dự trù từ rất lâu rồi, từ cách đây 10 phút. Vâng, chào đi dạo thóc. Đi dạo thóc thì chắc chắn là cái anh gì đấy mà em quen rồi. Vâng, chào anh. Anh khỏe. Chào em. Lâu không gặp, anh có khỏe không ạ? Anh thì trừ những lúc ốm thì anh cũng vẫn khỏe. Chào tất cả mọi người nhá. Vâng, và mọi người đã gặp khách mời chưa ạ? Hôm nay chúng ta được gặp khách mời là anh Phúc gần đẹp trai. Sẽ bàn về vấn đề gọi là sống ảo ở đời thật, tức là cái sự phát triển của các mạng xã hội càng ngày càng phát triển và phổ biến hơn ấy, cho nên là con người ta càng ngày càng sống ảo, tức là chau chút với tất cả những gì ở trên mạng xã hội, trong khi ở ngoài thì lại không chau chút mà lại bỏ qua những cái mối quan hệ ấy. Bây giờ chúng ta chia từng phần đi. Anh Phúc có dùng mạng xã hội không? Tất nhiên là anh có rồi. Nhìn mặt như, là biết có rồi. Những cái talk này cũng gần như không có cái mạng xã hội đấy. Cũng là một tú ông. Tất nhiên nổi tiếng nhất thì là Facebook rồi. Ai mà chưa subscribe Facebook của tôi thì nhớ subscribe nhá. Đấy, đang đoàn về vấn đề sống ảo, cái là phải sống ảo liền. Tiện thể thì nhớ subscribe Facebook của em luôn nhá. Anh Phúc ạ, bây giờ chúng ta đều sử dụng cái mạng xã hội rất là phổ biến đó là Facebook. Và có rất nhiều bạn trẻ trong đấy, em nghĩ có cả em nữa, tức là sống ảo. Ví dụ là ở ngoài có thể là nó không như thế đâu, nhưng mà ở trên Facebook ấy nó lại như thế. Thì theo anh thì cái đấy là tốt hay xấu? Tức là ý em là như kiểu một cái ảnh đúng không? Đúng rồi. Đây, ví dụ đây, em cho anh xem cái ảnh của em hả? Em chụp mới nhất nhá. Tức là ảnh này là ảnh đăng lên Facebook rồi hay là ảnh chưa đăng lên Facebook? Chưa đăng. Nhưng mà chỉnh rồi đúng không? Đang bàn đến vấn đề sống ảo cho nên là cái này mình tự hiểu với nhau chứ đừng bóc phốt nhau làm gì anh nhá. Đây anh thử nhìn cái ảnh này xem. Đây thì đang xem cái ảnh này mọi người ạ. À, nhưng mà ảnh này với nhìn trên cam thì nó không khác mấy gì nhau. Tại vì về cơ bản thì nó cũng đều qua một cái bàn tay thần thánh của Johnny rồi. Thế là bây giờ đi thôi, đi vào vấn đề đi. Anh của anh ngắm em nhiều quá lại không nói được đâu. Bây giờ anh đi thẳng vào vấn đề, anh thấy là sống ảo là tốt hay xấu? Tất nhiên là sống ảo thì nó sẽ có những cái mặt tích cực nhất định, là nó làm cho con người ta nó thích thú hơn, nó vui hơn chẳng hạn. Đôi khi việc đăng ảnh lên rồi ngồi điểm like cái thứ đấy cũng là một niềm vui. Em đăng liên tục nữa. Đúng rồi. Anh tất nhiên là ảo thì ảo vừa thôi. Chứ còn gọi là suốt ngày ngồi canh cái đấy hay là suốt ngày xem là cái việc mình đăng lên nó ảnh hưởng nhiều đến những cái gì đấy thì nó cũng không nên. Ý là em đang hiểu anh Phúc nói về vấn đề gọi là like đúng không? Like lủng các thứ đúng không? Ví dụ
Bây giờ em anh nghĩ thế nào về việc của một cô gái ngoài đời thì trông cũng bình thường như em thôi, nhưng mà lên trên ảnh xinh lên ai chẳng hạn anh nghĩ như thế nào? Bình thường như em và lên ảnh lại xinh như Lena, sao bảo là trên ảnh xinh như những cái ảnh em đăng luôn cho nó cho nó dễ hình dung không? Anh được bóc mẹ em như thế. Bây giờ anh lại đi xa câu hỏi rồi. Anh nói như thế mọi người lại nghĩ là em sống ảo mà em xấu ở trong ảnh đẹp. Thực tế là không phải như thế. Em sống ảo nhưng mà nó không phải là như thế. Cho nên là anh trả lời đúng câu hỏi đi. Em chỉ ví dụ thế thôi. Tại vì sao không hỏi luôn thẳng là Lena ở ngoài đời với lại Lena ở trên Facebook đi. Một so sánh với một cái đấy thôi. Em ý em không hỏi ví dụ về Lena mà ý em hỏi là ví dụ rồi. Một cô gái ở ngoài xấu mà trên Facebook một xinh đẹp tuyệt trần thì theo anh nghĩ thế là nó như thế nào? Là một đứng trên phương diện là một người đàn ông có vẻ cũng từng trải. Anh thử nói xem. Thì nói chung là về cái bạn thì cái đấy cũng không tốt. Nhưng mà thực ra thì cũng hơi khó nói nhỉ. Vấn đề là người kia kiểu người ta cũng đôi khi nó tùy công việc nữa. Cái việc mà họ post ảnh lên để mà những cái bức ảnh đấy phải đẹp ấy, thì nó cũng cho chút ngoại hình của họ đúng không? Đấy, đôi khi kể cả công việc nữa. Mà nói thật là mấy ông nhìn lại ảnh gái xinh chẳng thích đi. Công nhận không? Mọi người công nhận không? Kiểu như là ok chẳng bao giờ được gặp nhưng mà thỉnh thoảng một ngày hai ngày có post ảnh lên xong rồi như này chẳng thích bỏ xừ đi. Lại còn follow nhiệt tình luôn đấy chứ. Đúng không ạ? Đây là một cái rất tốt. Đấy là thứ nhất là cái lợi. Thứ nhất đấy, chúng ta nói đến là thứ nhất là có nhiều người like, nhiều người quan tâm, đúng không? Thứ hai là được các thanh niên được bổ mắt, đúng không ạ? Đúng rồi. Mà đôi khi may chẳng hạn mà đăng lỡ một cái bức ảnh mà chưa chỉnh sửa gì, có khi lên dân mạng nó chửi cho ấy. Như kiểu là xúc phạm đấy. Thêm một cái nữa là tôn trọng người nhìn cũng như là nâng cao thẩm mỹ. Rồi em hiểu rồi. Thế là sống ảo có rất nhiều những cái lợi ích. Đấy là em sẽ được tổng hợp lại. Thứ nhất là được nhiều người quan tâm, là nhiều like này. Thứ hai là chết em lại quên mất rồi. Thứ hai là các thanh niên được bổ mắt này, được rèn luyện mắt hàng ngày này. Và thứ ba là xúc phạm người nhìn này, tôn trọng người nhìn cũng như là tôn trọng, nâng cao thẩm mỹ. Vì vậy mà cái cuộc cuộc đua về việc chỉnh sửa sống ảo bây giờ nó đang rất là phổ biến đúng không ạ? Theo anh còn những cái mà cái không tốt của nó ấy, ví dụ như là gì, anh có thể trả lời một chút được không? Không tốt nó thì ví dụ đơn giản nhất là chẳng hạn như là một cuộc hẹn hò thì chẳng hạn, nếu mà ai mà bay hay là ai đấy mà hẹn hò với Johnny mà chưa gặp ngoài đời lần nào ấy đấy, thì cũng tất nhiên là mỗi lần ví dụ anh mà đi hẹn hò với những người đấy thì mình cũng xem ảnh các thứ nó kỹ một chút để ra đường nó còn nhận ra được biết cái kia, nhưng mà chẳng hạn nếu mà ảo quá đừng ví dụ sang em đừng ví dụ sang em trên mạng mà ảo quá thì đến khi đến nơi thấy một người đang ngồi chờ mình ở bàn số mấy, báo bàn số mấy rồi thì chưa chắc lại sao đến ngồi gần luôn. À thế là cái không tốt của việc sống ảo đấy chính là chúng ta không nhận ra nhau. Nhìn người này nhưng mà lại thành người khác. Và cái này ở bên Trung Quốc có một vụ rồi, anh biết không? Cái vụ mà nhảy lầu tự tử với bạn gái gặp trên mạng quá xấu. Vâng, đấy là cũng là một cái gọi là cái hậu quả của việc sống ảo đúng không? Giá như là bạn gái đấy mà kiểu lúc chat mà gửi ảnh của mình chỉnh sửa một ít thôi thì chắc là cũng không đến nỗi như thế, nhưng mà chỉnh sửa quá đà nên là nó mới bị như thế. Đấy là một cái gọi là tác hại. Cái mặt xấu của việc sống ảo là như thế. Nhưng mà mọi người yên tâm nhá, em không sống ảo đến mức như thế đâu. Mọi người gặp em ở ngoài là chúng em vẫn như thế này. Chỉ bớt đi khoảng 1-2% thôi, đúng không? Và nó lại tăng lên khoảng 5-6% cái vụ khác nữa. Cho nên là mọi người đừng quan tâm. Đây, tất cả những gì mà chúng ta chia sẻ ngày hôm nay thì không thể áp dụng cho em và anh được, mà là chỉ áp dụng với phần số đông những người thôi. Mọi người yên tâm là Jun là người thẩm định rất là tốt. Đúng, mà theo con mắt của em ý, em nhìn một phát là em có thể phát hiện được là ảnh nào photoshop, ảnh nào không. Thấy không? Kiểu số ảo nhiều quá. Nó kinh nghiệm. Ngoài ra còn một cái mặt không tốt nữa của sống ảo. Mọi người biết là gì không? Đấy là kiểu, anh ơi đi cà phê đi. Rồi đi cà phê xong, điện thoại 100% xuống còn 2% là thôi đi về. Đúng không ạ? Đấy là một cái thực trạng rất là đúng. Bởi vì mọi người kiểu
rủ nhau đi chơi nhưng mà hầu như chỉ ngồi cầm điện thoại bấm, hầu như không nói chuyện với nhau mấy, đúng không? Nhưng mà cái đấy thì anh nghĩ là nó liên quan đến việc dùng công nghệ kiểu ấy. Nhưng vấn đề bấm đấy là dùng để chẳng hạn như là chỉnh cái ảnh vừa mới chụp chẳng hạn, hay là kiểu gì đấy, hoặc là chỉ để ngồi để theo dõi các cái bình luận cái ảnh mà mình vừa mới up xong chẳng hạn. Em cũng không biết đâu, nhưng đã từng có lần nhá, em đi chơi với cả 4 người bạn và 5 đứa em ngồi chơi liên quân. Ừ, đấy cũng là một cái hay đấy. Chơi liên quân mà chơi được chủ được 5 người cùng chơi một lúc là nó là thích phết đấy. À, thế là lại chuyển qua lợi ích à? Thế mình đang nói tác hại cơ mà anh cứ lạc đề thế kìa. Chẳng hạn như 5 người em đều đồng ý là chơi liên quân vui chẳng hạn, hay là... Bạn tổ chức ơi, có đổi khách mời được không? Khách mời là lan man cơ. Đang nói về cái vấn đề gọi là tác hại thì ông ấy lại chuyển qua gọi là cái lợi ích của việc sống ảo. Thì chứ ông cáo bảo hay là cái lần 5 người đấy đấy, cáo nó bảo là có lần mình chả chơi 5 người liên quân còn gì, hay lần đấy luôn đấy. Đúng. Vâng. Nhân chứng sống của cáo luôn. Thôi bây giờ chúng ta lại chốt lại tác hại của nó đi. Một là làm người khác không nhận ra mình, tức là thay đổi sự thật. Hai là nó khiến cho các mối quan hệ bên ngoài nó trở nên bị lung lay, nó không còn có những cái sự kết nối nữa. Ví dụ như ngày xưa nhá, mỗi lần mà sinh nhật đi thì có thể bạn bè viết thiệp các thứ cho nhau, hoặc là đến chúc mừng hoặc là gọi điện gì đấy chúc mừng. Nhưng bây giờ thì nó rất là đơn giản, chỉ cần nhắn một cái tin nhắn trên Facebook thôi, sinh nhật vui vẻ. Mà có khi nhá, có đứa nó còn nhắn tin cho em là NSV, em cũng không biết là NVV chứ, em cũng không biết là nên dịch là gì nữa. Sau này vất vả đấy. À đúng đấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Anh nói em mới nhận ra đấy. Thế là sau này em mà sinh nhật đứa nào mà nhắn em như thế là em block liền. Đúng rồi. Nó chù ẻo mình nhưng mà nó chúc mình nữa. Thế thì bây giờ thay vì block mình sẽ report nó. Vì nó sống ảo, đúng không? Nó sống ảo quá mình report luôn. Từ nay khỏi phải chúc ai sau này vất vả nữa. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển câu hỏi khác. Đó là bản thân của anh tự đánh giá mình là người thế nào trên thế giới ảo? Không trả lời đúng là bị chặt chém liền nè. Thôi nhưng mà mình cái phần sống thật của mình nó nhiều hơn là phần sống ảo. Thì có thi thoảng lắm thì cũng với ảo thôi. Chứ còn mình là con trai mà, nên là ít lắm. Đối cấu cái gì? Người ta ăn thiên. Điều. Thề. Nói chung là cái tần suất sống ảo thì nó không nhiều. Nhưng mà ảnh thì chẳng có cái nào thoát được 360 với cả máy cơ cả. Đây, như kiểu là mình tháng mình chỉ một lần đăng ảnh sống ảo thôi chẳng hạn, là chỉ có một cái ảnh sống ảo. Đối với con gái thì chẳng hạn một tháng đăng 5 cái thì 5 cái sống ảo một năm. Cơ bản là vì anh đăng ảnh không ai like. Mình chỉ đăng một cái thôi nên là tần suất nó thấp hơn. Vì anh đăng ảnh không ai like. Like rất nhiều. Cho nên là chán rất không thèm đăng nữa. Anh cũng có câu hỏi để cho em không? Ngược lại, anh với em đang trao đổi với nhau mà bây giờ anh nói ít quá em nói nhiều, cứ người ta bảo em là nói nhiều. Vì là em là hot mà em vẫn đánh được phần hỏi anh ấy. Nên anh chưa biết để phải nghĩ cái câu gì. Anh em hoặc là anh em có câu gì muốn hỏi anh hỏi không? Anh có thể hỏi em ví dụ như là ngoài xinh gái ra thì Juni còn gì nữa. kiểu như thế. Cái câu em gợi ý thôi, không phải của anh nhé. Anh có thể hỏi em như thế. Ôi chào Lê Mèo. Xin chào một thanh niên sống ảo Lê Mèo. Go chào Mèo Mèo nhá. Nếu mà để nói về một thanh niên sống ảo thì tôi xin được khẳng định là Mèo là một người về nhiều cái concept sống ảo nhất. Tức là ở ngoài, không phải là tôi đang nói về mặt là không giống với những hình ảnh ở trên Facebook, mà là bài có rất nhiều những cái video diễn sâu kiểu như thế. Sâu deep à? Thật nhờ, thực sự là hôm nay rất muốn mời Mèo lên đây làm khách mời luôn đấy. Nếu mà biết trước là như thế này là mời Mèo luôn đấy. Mèo là Phi Châu lên luôn đi kìa. Vậy anh không hỏi em đi, em ngồi in đây. Này, anh em đấy, để dành câu hỏi anh em muốn ý, câu hỏi gì mà để bắt Johnny phải nói thật đâu. Để bắt nói thật luôn đấy. Mọi người cứ đặt câu hỏi nhá. Ngoài xinh gái ra, Johnny lại còn hát hay, còn đáng yêu nữa cáo ạ. Đấy, đây là một biểu hiện của người sống ảo đấy. Đây là ví dụ luôn. mình phải biết tự tin vào bản thân thì người khác mới công nhận mình được. Đấy, Johnny có bao nhiêu app chỉnh sửa ảnh trong điện thoại? Được rồi, chờ em tí, câu này em sẽ trả lời. Chắc là như kiểu là cái kho app store có bao nhiêu cái. Bây giờ là hỏi ngược lại đây là tất cả những cái app em đang sử dụng. Và thường thì hầu như em không không sử dụng nhiều lắm.
mà em chỉ sử dụng một cái phần mềm chụp thôi, đấy là cái B612. Cái B612 thì nó nằm ở folder khác. Folder này là chỉ cần lấy app thôi. Nó nhiều folder. Giả vờ là nó ít thì thôi, chứ còn ở màn hình là chạm màn hình nhiều cái khác. Ví dụ như đây, chạm màn hình lên, cái này mình không quay, cất đi. Không cái khác biết cái công cụ sống ảo của mình ấy, người ta cũng chụp ảnh xinh như mình, người ta nhiều frame hơn đúng không? Mình phải giữ những cái gọi là đây là bí mật nghề nghiệp. Rồi lúc đấy người ta lại, những người xem ảnh người ta lại phải đắn đo xem là lên like thế nào. Không phải, không phải anh, không phải anh thấy không phải rồi. Ý em ý là bây giờ mình có những cái bí quyết làm đẹp nó kiểu perfect, mình không muốn chia sẻ ra ngoài người ta biết. Người ta chỉ mình để cho người ta xem những cái thông dụng ai cũng biết thôi. Còn những cái mà mình chỉnh để cho nó đẹp ấy thì mình không cho người khác biết, để cho người ta một là không biết mánh khóe của mình, thứ hai là để cho nhiều đứa kia nó chụp ảnh không đẹp bằng mình. Làm nhiều nguy cơ có ảnh đẹp bằng mình. Đúng. Và bây giờ tiếp tục nào. Còn ai còn câu hỏi gì không ạ? Cái cam thường của Samsung ấy, nó ảo, mắc ảo luôn ấy, khỏi cần phải dùng app luôn. À, bây giờ mọi người còn câu hỏi gì cho anh Phúc hoặc là cho Jun không ạ? Để chúng ta chuyển sang phần khác. Jun có thấy bản thân sống ảo không? À, bao giờ được đánh bài nhà Jun? À, trả lời từng câu hỏi nhá. Jun có thấy bản thân sống ảo không? Bản thân mình thì mình cảm thấy là mình cũng sống ảo. À, nhưng mà trong cái, một cái mức độ vừa phải, là mình cũng không gọi là quá ảo đến mức là người ngoài đi ra đường không nhận ra mình. Mà cũng có rất nhiều người ở ngoài đường nhận ra mình. Kiểu hôm trước ấy, em ở nhà ấy, xong rồi có một thanh niên nhắn tin cho em là có phải em ở gần Khương Đình không? Em bảo vâng đúng rồi. Kiểu là hôm trước anh vừa mình thấy em xong. À thì chết rồi, mình bắt đầu mình thinh. Hôm đấy mình có ăn mặc hẳn hoi, mình có chỉnh chu không? Mình có make up không? Ra đường có chải đầu không nhở? Mà không biết mình đã đánh răng rửa mặt hay chưa? Thế xong rồi mình thinh. Vì buổi sáng ấy, em đưa Jun bé đi học ấy, em hay kiểu kệ mặc kiểu quần áo bà già, xong rồi quàng quấn khăn các thứ vào, không đánh răng rửa mặt, đưa Jun bé đi học cái về nhà ngủ tiếp. Thế hôm đấy em đã rất là lo lắng rồi, không chết rồi, không biết quả này gặp mình không. Xong kêu anh thấy em từ xa mà, em xinh mà. Ui, thế em à, khẩu trời khẩn vận. May quá vì hôm đấy có lẽ là mình make up. Đúng rồi, thế chắc chắn là không phải là cái hôm như bà già rồi. Không, em nghĩ là em bà già em xinh mà. Jun là cái idol kinh này này, 99 nữa và 999 nữa. Nhưng mà thôi lạc đầy rồi, bây giờ chúng ta đi vào chủ đề tiếp nào. Post ID Jun khác rồi, ban ID thì ban luôn. Bao giờ được đánh bài nhà Jun? Xanh em đánh bài không? Đấy, cáo nó hỏi bao giờ. Thì khi nào tập hợp đủ 4 chân thì sang nhá. Anh Phúc Giang đánh bài không? Bao nước uống, bao đồ ăn luôn. Nên đánh bài ăn cái gì? Đánh bài cởi áo à? Ăn thế trên mạng. À dạ. Hóa ra là ăn cái đấy. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Chỉ cần nói thế này là hiểu rồi. Hiểu chưa? Nói giống bắt đầu là như này đấy. Hiểu chưa? Cáo là bạn gì hiểu chưa nhỉ? Ở nhà em nhiều cái ăn lắm, nhưng miễn là mọi người thắng xong ấy là mọi người cho lợn nhà em ăn được rồi. Không vấn đề gì to tát cả. Đấy, lại nói về vấn đề đấy. Vừa mới nói đánh bài xong cái nghĩ ngay đến kiểu đánh bài cởi đồ các thứ. Bởi vì anh thấy trên mạng nó nhiều clip là đánh bài cởi đồ kiểu, nên là cũng chưa được thử lần nào. Đánh bài ăn cái này thì nó cũng hơi nhiều rồi. À có cáo sang chơi đánh bài lột đồ với anh Phúc này, để cho Jun ngồi Jun ngóng. Không, nó phải có 4 người cơ mà. Anh cáo chỉ là 2. Thì chưa phê ra. Sang nhà em chắc chắn phải chơi rồi. Chưa phê ra hiểu không? Em với anh một phê, hoặc là em với cáo một phê và thêm một bạn nữa. Thì trong phê đấy chỉ có một người cởi thôi. Ai body đẹp thì cởi, anh hoặc là cáo cho là ăn. Anh thì body hiện tại thì đẹp lắm. Anh nghĩ là em gia đình tương đối chuẩn. Thấy chưa, mọi người thấy mình không sống ảo chưa? Mình là người sống thật đấy, anh Phúc cũng phải thừa nhận là điều như thế. Anh cứ đấy để hôm sau làm nhân vật cởi thôi. Chào Nguyễn Đình Sĩ, vâng cảm ơn anh Đình Sĩ rất nhiều vì anh Đình Sĩ đã nói lên sự thật mà bao nhiêu người che giấu. Và bây giờ thì chúng ta không nói tản mạn nữa, chúng ta sẽ xem một cái đoạn video và chúng ta sẽ bình luận về video này xem là ý nghĩa của nó là gì. Vâng, xin mời video. Là việc không chuyên nghiệp gì cả, sống ảo nó phải chuyên nghiệp rồi chứ. Sống ảo nó phải chuyên nghiệp nào. Ok. Vậy em sợ
show này em hơi hớn hở. Lần đầu tiên em được tham gia vào talk show, lần đầu tiên em không phải ngồi làm nhảm một mình nữa, là nãy giờ em hơi phấn khích, mọi người thông cảm. Còn nói là có video, bây giờ mình biết là có video luôn. Hay quá. Thế sống ảo chưa chuyên nghiệp rồi, để rèn thêm trình sống ảo coi. Thế thì là thêm. Em cũng không biết đâu, đây xem thử ấn vào ở đây xem. Ừ, hay là cái chỗ chèn ảnh như này. Đây là chèn ảnh chứ. Mà cái này chỉ là chèn video thôi, đúng không? Là ví dụ. Tôi phải phải tải về à? Facebook của Thảo là Phương Thảo Nguyễn nhá. A hi hi. Tại vì các bạn ở chương trình không nói từ đầu là có video, nên là tôi không xét sang 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 cái khác. Không đọc. Phải có người bảo thôi, cho mọi người nghe thôi nha, vì cái này nó cũng cái này chỉ cần nghe thôi, nó là của Nam mà. Thôi nó là nhạc chế đúng không, chúng ta sẽ bắt đầu nghe nhá. Bạn có đang sống ảo? Xin chào cô ạ. À đấy, xin chào. Tôi đã xoay trở lại rồi đây các bạn ơi. Các bạn có ghét bộ sống ảo không? Tôi á, tôi thì tôi không. Cái thời đại này mà không dùng smartphone, không sống ảo thì còn gì là người nữa? Đúng, còn gì là người nữa? Đây này, đang xem clip trên mạng xã hội đây này. Đấy, luôn. Đang làm clip sống ảo câu like đấy. Đưa lên mạng xã hội, thích hơn đọc báo nhiều. Có biến đấy cả làm biết luôn. Trời. Đợi báo thì đến bao giờ? Mà báo toàn phải nằm vùng Facebook để gọi là đưa tin cho nó hot đấy. Cái gì cũng thế thôi. Điều độ thì mới tốt cho ta. Sống ảo thôi, đừng có ảo quá. Có một số chuyện không cần thiết phải nói ra, thì ta tốt hơn cứ nên im lặng. Này em, sao em cứ lên Facebook than khóc lên, nhìn tưởng em kiểu chí phèo cũng phát ghen đấy. Trái tim em mỏng manh thế thôi, nhiều khi em cố lắm không muốn đăng lên rồi. Ấy nhưng khi vào Facebook thôi, bạn đang suy nghĩ cái gì nó hỏi kháy em ức vãi. Bao nhiêu lo toan kêu than anh cũng đi lên Facebook kêu, thì vào new feed giờ đây thành bãi rác toàn phế liệu. Áo đau thương dành cho người thân mình, ai ai đọc đến đều bất bình. Toàn chuyện khổ đau bốt lên đã sai chẳng cần chứng minh. Nếu như có status cảm thấy cô đơn, đừng nên dính thính lại ân sai người. Nếu như check in đến đâu đó alone, đừng tin quá thật ra có hai người. Vì sao che giấu nhau độc thân à, để được thêm follow. Chắc em rất cần người bên em bấy lâu, một ngày sẽ không còn đâu. Khá thật xa avatar, gặp nhau lần ấy anh thốt ra. Ai kia, ồ thì ra em trông thế này à. Sẽ không biết người như vậy đằng sau một đống áp che đậy. Em ơi nên dừng lại đây. Có ai không thầm mong xinh xắn hơn, để được người khác suýt xoa sương vui phạt hơn. Có ai không thầm mong ngon mắt hơn, đẩy người vẫn cứ phẫu thuật mong thành hot girl. Ok em thôi ai cũng mong nhan sắc ta bắt mắt lên, dù là như thế đừng đăng ảnh xinh nhưng nhìn khác mình vãi. Thường dành cho kẻ tin người, trên phây 10 toàn vẹn luôn 10. Hẹn hò gặp nhau mới hay khác xa giật mình chết tươi. Nếu như thấy ai đó lối sống xa hoa, đừng ăn cắp post trang cá nhân mình. Nếu như thấy ai đó hàng hiệu tốt hơn, đừng nên cố nhân vỡ ắt vây mình. Vì sao cứ thích sang rồi nhận vơ này, để mọi người xốn sang sướng vui vô bờ. Cộng đồng khôn lắm em, lộ ra thì có thể nhục em. Biết ngoài đường hóng hớt cực nhanh, livestream chụp ngày quay phim lại. Thế mà sao không ra giúp người ta, đông như thế vậy mà chẳng ai giúp. Nếu như có ai đó như chú công an, cần bằng chứng giúp mau chóng kết luận thì làm sao. Muốn như thế nên mới cứ đứng quay phim, làm bằng chứng điều tra rất quan trọng. Gửi cơ quan chức năng, thế gửi chưa, gửi cho fanpage thôi.
khắp nơi đắng rồi, vậy mà con cãi ngang. Giời ơi, chán ghê giời ơi. Nếu các bạn mà thấy bạn bè, người thân mà giống cô em tôi thì nhắc nhở ngay. Chúng ta chẳng với gì rồi, phục vụ, mua vui, làm nô lệ cho cái bọn xa lạ trên Facebook mà. Thế thì làm gì thời gian để dành cho những người thân. Mày nói thì hay lắm con ạ. Suốt ngày mày quay mấy cái video vớ vẩn, có để ý gì đến gia đình đâu. Tết nhất đến nơi rồi, nhà cửa thì ngồi ngang. Quay nốt cái video này rồi nghỉ Tết thôi. Thế thôi nhá. Tóm lại là các bạn phải biết, tóm lại, biết giữ mình, đừng biến mình thành trò cười cho cái đám đông xa lạ ngoài kia. Các bạn mà sống ảo á thì phải như này. Như này à? Sống ảo mọi góc độ luôn, bắt chọn cảm xúc luôn gì nữa. Tóm lại là quảng cáo thôi, cái đoạn này mình tắt đi được không ạ? Cuối cùng sống ảo mục đích là để quảng cáo. Quảng cáo thì là ra tiền, thế là sống ảo là ra, theo một cái logic đấy là sống ảo là sẽ ra tiền, đúng không ạ? Và sau khi mà xem cái video này xong thì em đã có rất nhiều đúc kết. Thứ nhất, ở trong này nói đến các vấn đề. Thứ nhất là ở ngoài không thể giống trong ảnh. Đó là vấn đề nãy em với anh nói rồi. Thứ hai là gặp cái chuyện gì phát là phải giơ máy ra tác nghiệp ngay. Đúng rồi, bây giờ nó rất là tiện, một cái trượt xong một phát thế này là máy ảnh luôn. Thế là ngồi quay luôn, chụp luôn, không cần phải suy nghĩ. Thế là bây giờ có cái gì nó bắt đầu lại nhao lên quay, xong lên vít. Thế là mẹ em ở nhà cũng biết như thế rồi đấy. Cái gì cũng quay, vèo phát là bắt đầu trượt sang điện, máy ảnh, xong quay xong gửi cho em hỏi chứ cái này có hay không? Thế là mày gửi cái này lên cái trang nào lớn cho nhiều like được không? Em phải tuyên truyền cho mẹ đúng không? Thực ra là không em, lấy đâu ra được. Không, mẹ em ý lần ra những cái fanpage như kiểu beat này với cả không sự chó thứ ấy, mẹ em đều theo dõi hết đấy. Như kiểu ta cũng có thể là có những video như thế này đúng không? Đúng. Xong rồi có một cái hiện tượng đó là kiểu ảnh người ta sống xa hoa xong mình ăn cắp về, mình đăng lên tường nhà mình là mình sống như thế đấy. Hay là cái đấy bựa không? Không nhận luôn. Đấy thì cũng đọc một vài vụ rồi, như kiểu là một nhờ nhất là những cái vụ mà như kiểu ngày 8/3 nếu mình không nhầm có một cái ảnh gì mà có ghi tờ giấy như kiểu một ông chồng để lại đấy. Đúng rồi, một cọc tiền nữa đúng không? Như kiểu em xài từ này đi rồi anh đặt vé đi đâu cái thứ. Cứ một bà post lên bảo là hạnh phúc quá, cảm động quá, thứ này nọ. Hai sau đấy, thậm chí cả 4-5 bà post cảnh về, kéo lưu ảnh về để xe. Cũng có thể là em nghĩ là kiểu ông đều bắt cái nhiều tay ấy, xong ông ấy chụp cái ảnh để ông gửi cho các bà ấy, xong rồi các bà ấy lấy lại đăng lên Facebook của mình, nghĩ là cái này là chỉ là của mình thôi, không ngờ lại bị trùng. Có thể là sau cái vụ sống ảo như thế thì các bà ấy nhận ra trên đầu mình có rất nhiều sừng và bắt đầu quay ra làm thịt nhau chẳng hạn. Đấy cũng là một cách để tìm ra sự thật đằng sau cái việc sống ảo đúng không ạ? Từ sống ảo mà chúng ta có thể tìm ra được sự thật đấy ạ. Bây giờ ấy, giống như là bây giờ nếu như các bạn mà có người yêu hay là người yêu chồng hay vợ gì đấy thì em nghĩ là đăng Facebook không phải là nó quá nhiều mà là sống ảo một cách vừa phải, như là thỉnh thoảng đăng một cái thì cũng khiến có thể chúng ta nhận ra được là chúng ta có đang bị gấp đôi canxi để làm gì không, đúng không? Bắt đầu mình đăng ảnh lên xong rồi có đứa nhảy vào chúc con này sao mày đăng ảnh thì trông tao các kiểu này lọ trai chứ phải chết đâu. Cho nên đấy là một cách mà em nghĩ là thế là lợi ích của sống ảo đấy. Sống ảo để cho chúng ta có thể đúc kết ra và tìm ra sự thật. Anh em đồng ý không ạ? Bây giờ mà yêu một đứa xong rồi suốt ngày nó giấu ở trên Facebook thì cũng có thể một phần là do người đấy là người nổi tiếng chẳng hạn, đúng không? Thường thì người nổi tiếng nó ảnh hưởng rất nhiều đến công việc hay như thế nào đấy thì người ta giấu. Còn nếu mà chỉ là một đứa bình thường thôi, chỉ là một người bình thường thì mình nghĩ là không có gì mà phải đá để mà giấu cả, đúng không? Và đấy, nên em thấy kinh nghiệm chưa? Cáo nhá, tán ai thì cứ chụp ảnh nó phát rồi sau đó up lên Facebook để xem có thằng nào nhảy vào nó chém không? Đấy. À đấy, lại một cái nữa mà mình rất là ghét, đấy là hai người yêu nhau chụp chặt cái gì đấy đăng lên Facebook. Anh có nghĩ thế không? Không à? Anh không ghét thế à? Anh không ghét thế à? À có. Thanh niên bây giờ bị lẫn lộn rồi. Cái đấy hơi nhột, thế là bây giờ
Kiểu em thấy bây giờ kiểu yêu đương ấy, cứ cái gì cũng up lên Facebook. Hôm nay đi ăn cái gì up lên Facebook, rồi đi chơi cái gì up lên Facebook, anh ấy tặng cho mình cái gì up lên Facebook, kể cả anh ấy đi mua băng vệ sinh cho mình loại gì up lên Facebook luôn. Xong rồi lúc mà đến lúc mà cãi nhau ấy, xong rồi viết status rồi buồn khổ này nọ, một ngày cũng phải chụp cái status nếu chúng nó chửi nhau. Xong rồi đến hôm sau thấy lại yêu đương thắm thiết bình thường, lại thấy xóa status rồi. Xong mấy hôm nữa lại mất công viết, viết xong lại xóa. Đây là cái em ghét cực kỳ luôn, bởi vì là đã yêu nhau rồi là cái riêng tư của hai người đúng không? Có như thế nào ấy chỉ hai người biết thôi. Có thể là lúc đấy rất là bực, có thể rất là giận, nhưng mà nên im lặng để cho đối phương với cả mình đã có thời gian suy nghĩ. Còn bây giờ thì lên Facebook viết một cái status nào đấy, bất kể một cái status nào nó đều mang cái động thái là bố mày đang tức lắm rồi đấy, bây giờ bố mày phải viết lên status cho nó giải tỏa bức xúc. Rồi bắt đầu mọi người lại vào thấy một status tâm trạng, tất nhiên sẽ phải hỏi han đúng không? Hỏi han ý nghĩa có thể là chỉ xã giao thôi. Thực ra là chúng nó chỉ xã giao thôi, chẳng nào quan tâm đâu, nobody care. Nếu mà nó thực sự quan tâm ý, thì nó sẽ nhấc máy lên và gọi cho bạn. Nhưng bây giờ toàn thành phần sống ảo, nó sẽ comment là sao thế em, từ em làm sao đấy. Nhưng nó sẽ không bao giờ inbox, không bao giờ gọi điện cho bạn đâu, đừng có mơ tưởng gì cả. Và sau đấy thì người yêu của bạn sẽ cảm thấy thôi, em sẽ biết nói như nào nữa. Em sẽ biết nói như nào nữa. Đại lại thì đấy là một cách sống ảo không tốt. Đúng lúc đấy cạn lời thật chứ. Cáo quan tâm mình kìa, gọi số đi toàn thuê bao kìa. Cáo đừng điêu cáo ạ, học đâu ra kiểu điêu ấy à? Lại sống ảo rồi, sống ảo lại còn bôi nhọ người khác ở trên mạng xã hội lớn nữa, như thế là không được. À, sống thật với mình đi. Nói thật là chưa bao giờ cáo gọi cho Jun đi, gửi cho nhanh. Hoặc là em nghĩ là kiểu cáo lấy đại một số điện thoại nào đấy, xong gọi ông già vừa là gọi cho em. Không? Nghĩ đấy là cái số điện thoại của em, xong rồi gọi cho em. Cáo có thể giải thích gì đi. Bà ơi, inbox hoặc comment cũng tiết kiệm tiền là sao? Tức là ý là ông ấy là như kiểu là không muốn gọi điện thoại để tiết kiệm tiền. Thế nên là chuyển sang inbox hoặc là comment thôi. Thì thực ra là inbox cũng được, nhưng người ta có inbox đâu. Với cả em bảo lúc đấy đang online đúng không, gọi bằng mét luôn có sao đâu, gọi bằng mét nó đâu có tốn tiền đâu, chuẩn không? Quan trọng là người ta không quan tâm mình thôi, chỉ có người yêu mình quan tâm mình thôi. Cho nên là đừng có bị lung lay bởi những cái xung quanh. Anh gọi cho em nha, anh có biết số em đâu mà gọi. Em đố anh gọi em đấy, anh có biết số em đố anh gọi anh đấy. Chào Đỗ Trọng Nghĩa. Thế là ông là ai? Biết là ông ấy. Ông là ai kìa? Ông là ai? Ông nào? Không biết, ông đi ra đi. Đây là khách, ông này là khách mời. Ông này là khách mời của chương trình. Nhất hỏi ông nào đó, ông này đó. Đúng không? Tinh. Jun nói chuyện vui quá, ai nuôi Jun thì không sợ buồn nữa rồi. Nghe kiểu giống nuôi con chó hay con mèo nhở? Thật đấy, kiểu giống nuôi con chó con mèo. Con để vô vui nữa. Đấy, xong rồi mỗi lúc mà nó đi về, mỗi lúc đi đâu về thôi mà chạy ra nó cục cục cục, kiểu vẫy đuôi ấy. Xong rồi nhìn đúng là cũng không thấy buồn cả. Đỡ buồn nhiều. Thực ra là em biết là có thể một số bạn thích những cuộc talk show như thế này, nhưng mà về sự thật thì chúng ta bị giảm ngay. Mọi người công nhận đúng không ạ? Nói chung là trong thao sập các sâu thì chỉ có đánh nhau thôi. Ai đều đánh nhau thôi. Thật chứ, thật sự là. Mà em mới nhận ra một điều là từ đầu sâu đến bây giờ không hề ai tặng quà kiểu ủng hộ cho em cả ấy. Và mọi người chỉ ngồi chém gió nhiều thôi, không ai nhớ ra cái bổn phận và nghĩa vụ của mình. Đấy, nó là một người thì. Nhưng mà những sâu như thế này thì có người chém gió là ok rồi. Nhưng mà những show như này thì mới kiểu như biết được là những mem nào thật sự theo dõi mình và thật sự muốn xem mình show. Như kiểu một phép thử ấy. Thế à? Chứng tỏ là cũng rất nhiều người thích xem em show đúng không? Em cảm ơn mọi người nhé. Anh nghĩ thế nãy giờ anh đếm được là tầm khoảng 5 người. em tính cho anh này. Một là Bayon này, hai là Cáo này, ba là FC Chi Dân này, bốn là Ế Vợ này, năm Nguyễn Đình Sĩ này. 6 là anh người vô tâm này. Đây em kéo lên đây cho anh xem này. Đấy. Có thể phải điểm danh cho xem họ ở đây không. Đây.
Đâu có còn đây đâu, đi rồi. Đây, đây, từ từ để em tìm cho anh xem này. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Em hơi số ảo nhá. Thêm một người nữa là Hoàng Minh này. Em chắc chắn là anh Hoàng Minh ở đây luôn. Bởi vì FG mà, FG là không thể bỏ sâu ngang chừng được. Thôi sao, không thấy đâu. Em đặt... Thế là em sẽ biết. Từ từ em không đảm bảo nữa đâu. Nhưng mà anh Hoàng Minh, anh Hoàng Minh tích chắc lên đây một phát đi cho anh sợ nào. Đấy là người thứ 7 rồi. Tiếp tục đến Xí Muội cái gì đấy là người thứ 8. Xong Nguyễn Đình Nghĩa là người thứ 9. Đấy chưa? Win. Thực ra là ODA 95 nha, người thứ 10. Anh thấy chưa? Thực ra là 40 người, à 10, là 50 người kia là vào để xem anh thôi, không phải xem em. Cũng đúng nhỉ. Giờ mình mới nhận ra, mình quên mất. Giờ mình mới nhận ra là trong tất cả những mem của em thì hơn nửa là ngay. À em nhầm, em xin lỗi. Không phải các anh gay, mà là người yêu của các anh gay. Mèo là cái kéo vào nhé. À mèo là cáo kéo. À đấy có cả mèo nữa. Em chưa tính mèo. Cáo kéo vào thôi. Nhưng mà cáo kéo vào nhưng mà em cũng tính là hai nick của mèo là tính lên được 12 người. Được chưa? Savi đáng yêu nữa. Đấy thấy chưa? Tăng lên một người nữa rồi. Cảm ơn anh đã vào đây xem cái live show chém gió của em. Đây là xem live show sống ảo và tận dụng tối đa hiện giờ em đang sống ảo đấy. Cái talk show này thì được bắt đầu 1 phút dành cho quảng cáo. 1 phút dành cho quảng cáo, các bạn hãy đến với talk show với những chủ đề vô cùng hấp dẫn, được diễn ra vào 21 giờ tối thứ năm hàng tuần tại kênh 88 Talktv. Hãy đến với chúng tôi để trải nghiệm với những phút giây thư giãn vui vẻ cùng với hai MC vô cùng vui tính. Đấy chính là một đêm duy nhất, nhưng mà không biết là duy nhất là trong tuần. Duy nhất trong tuần này thôi, còn tuần sau thì không biết là ai. Lần đầu em được talk show một cách chính thống anh ạ. Bình thường em ngồi em hát ấy. À, chắc một tháng em mới được talk show một lần. May quá hôm nay em được lên đây để bày tỏ nỗi lòng một cách nó chính đáng, nó được mọi người thừa nhận là một talk show chứ không phải là ngồi tự phát như mọi hôm nữa. Thế là nhân dịp lâu lắm mới được talk show thì bây giờ mình hát một bài đi. Được, thì cho em một bài hát. Bài gì mà đang nổi bây giờ ấy, để cho nó ra vẻ sống ảo ấy. Sống ảo. Bài gì hát đôi đi. Hay đấy nhỉ, anh biết bài Tìm của Văn Mai Hương với cả Trúc Nhân không? Không. Anh biết bài gì? Tại đừng bảo là Cơn Mơ Tình Yêu, bài huyền thoại muôn đời đấy nhá. Bài gì cũng biết. Anh em yêu cầu bài gì hát đôi đi. We don't talk anymore. Không, nói không với tiếng Anh nhé. Thế à, thì nói tiếng em nhé. Hay hát nhạc Hàn. Mặt trời của em là bài gì? Mặt trời kia dù ở đâu. Đó, bài đấy. Bài đó, anh hát đơn. Em nghĩ là cái trình sống ảo của anh cũng không đến nỗi kiểu không biết bài đấy là bài gì chứ. Không, anh biết. Thực ra ngồi đây nghe idol hát thì gần như bài nào cũng biết. Nhưng biết lời thôi, không biết tên. Bài đấy được không? Anh hát bài đấy không? Anh biết mấy bài ngày xưa nhiều hơn bây giờ. Thế hát bài nối lại tình xưa đi. Ta nối lại tình xưa. Bài đấy thì chưa hát đâu rồi. Nghe nhạc tình ta biển bạn đồng xanh đúng không? Gì vậy, bài đấy cao quá. Tôi thề, thôi bây giờ hát bài gì cũng được. Bài gì, hát bài gì, bài gì cũng được. Bài đấy hát được không? Anh không nghe nhiều, bài đấy hát được không? Bài đấy anh chưa hát bao giờ, bài đấy được không? Bài kia cao quá chứ, hát bài gì cũng được. Đấy đúng là hiện tượng của sống ảo luôn đấy không ạ? Hát bài... Bài gì nổi tiếng ấy? Mấy bài đấy nổi tiếng mà. Mấy bài Uông Phúc không? Biết không? Kiểu... ngày xưa ấy, kiểu anh không có bất công với em hay là... Nhưng bài đấy đâu hát đôi được đâu. Bài hát đôi mà. Bài đâu có hát cả bốn nữa tại vì là... À hát lời nguyền của Akira Fan được không? Bài khác bài đấy lời hơi dài. Sợ hết hơi. À ban giám khảo ơi, còn 4 phút nữa đổi ngay khách mời hộ em gái. Đổi luôn khách mời, từ bây giờ đừng bao giờ mời Hạnh Phúc lên đây nữa. Rồi. Là mấy bài chị còn đang chưa. Đấy là tại em toàn chọn những cái bài không đúng rồi. Em hỏi anh này, gần đây anh hay nghe bài gì? Gần đây anh nghe bài gì, anh thuộc bài gì? Nghe thì cũng rất là nhiều bài. Bắt đầu. Còn 3 phút nữa thôi đây. Năm một cuộc tình. Năm một cuộc tình. Tôi không muốn bất. Anh chọn đi. Anh không muốn. Bài này đúng không? Anh không muốn. Em hát được. Không có biết là thuộc bài cao nữa.
Yêu cánh mưa là bài hát một, mấy ông nghe cánh mưa này nhỉ? À, em cánh mưa thử đi bữa trước hát một bài ấy. Điều em không muốn. Nên không lại đến, tôi tóm lại em không hát được rồi. Anh hát thử cho em cái đoạn đầu nhá, để em xem nó hát như thế nào. Điều em không muốn nay cũng đã đến. Vừa một đêm lặng thinh, chính anh cũng nói chúng ta chia tay đau lòng quá đi. Cho dù biết trước em đây vẫn cảm thấy sao thật bất ngờ. Ngày xưa anh nói với bao người con gái rằng anh yêu một ai chỉ có một mà thôi đó, mà đến chính anh lại được chính những lời đó. Nhưng anh lại đi nói nữa với những người sau. Hay là hỏi khác đi. Em đặt em đi hát này. Tôi không muốn đâu. Đây là tôi mà. Vì thế biết thật là thật bất công với em. Khi anh yêu không nhưng lại nói anh đây rất yêu em. Anh muốn anh yêu em rồi anh cho nên chia tay tình yêu với anh mong manh. Các bạn thứ ba thì bạn đã không được. Đó là tôi là để tranh. Dạy hát giọng nữa đi. Dạy hát giọng nữa. Cũng được mà. Thế chuyển chuyển tài. Chụp ai vào mắt được không? Mỗi người một nơi được không? Mỗi người một nơi em hát được này. Anh em bảo ngại em không hát được nhá. À, em xin phép idol sau cho em hát nốt bài này với anh Phúc, bởi bọn em kết thúc công cuộc sống ảo. Sao anh lại tui như thế là sao mà em hát được? Không, để cái beat này đi, beat này hay mà. Lúc đầu đã im lặng. Kèm theo lời hứa đã qua, tình yêu đã có lúc của đôi ta. Cứ sao giờ đây chân trời xa có mong một ai kia, rồi cuộc tình mơ cô đành nghe lòng xót xa thôi. Một ai đó đã lỡ buồn lòng tôi, trách chi người ta đã bỏ thật rồi, trách chi một người đã ở nơi rất xa. Đã không quên không yêu rồi, để hôm nay buồn trách ai gì nữa cho buồn tâm trí bây giờ khi đã nhạt phai. Nhớ đến ngày nào bàn tay mình nắm bàn tay, hẹn thề nhau chỉ giờ đây đừng ai lấy về. Chiếc nhẫn này sẽ đeo tay ai bây giờ, để quên một người, để không còn trách không buồn đau nữa khi tình chia hai. Cười nhiều quá bây giờ không hát nổi đấy ạ. Nó bị sao ấy? Thì biết là hình tượng không đúng lắm. Đúng mà. Thì biết là nó có một lần từng clip đấy. Một lần thôi nhá. À, bây giờ thì hết giờ rồi, mọi người lại chơi với Ngọc Linh và mong được gặp mọi người trong các talk show vào 21 giờ thứ năm hàng tuần ở trên kênh 88 Talktv. Và mong mọi người từ lần sau chúng ta sẽ chia sẻ nhiều hơn, cởi mở hơn với các vấn đề chủ đề của chúng ta. Còn như hôm nay thì kết thúc công cuộc sống ảo ở đây. Hãy nên đi về và xin hứa là sẽ càng ngày càng sống ảo hơn. Còn Somita nhớ nhá.
nhá, 9 giờ tối thứ năm hàng tuần, 8 hôm anh nhá. Mời chào tất cả mọi người nhá. Thank you.